vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Ok, chào toàn thể anh em đến với là channel của Nơ Mơ Hạt. Sẵn sàng. Thì cái clip này Nơ Mơ Hạt sẽ làm về vị tướng đó là Ngô Khống nha anh em ơi. Đối với Ngô Khống thời điểm hiện tại thì gần như là một vị tướng bị cấm rất chi là nhiều. Bởi vì sức sát thương của nó thì không phải bàn cãi nữa rồi. Ngô Khống thì có thể mang đi rừng, có thể mang đi lén, và trận đấu này thì mình vác đó là Ngô Khống đi lén nha. Clip trước thì đã mang Ngô Khống đi rừng rồi với tiêu đề đó là Khống cầm Ngô Khống là một tội ác. Mà đúng thật là như vậy anh em, Ngô Khống thời điểm hiện tại nó quá mạnh đi. Sức sát thương của nó thì không phải bàn cãi nữa rồi. Ô pha này tại sao mà Lavi lại đi đường này? Ô rank cao thủ mà lại đi nhầm đường à? Nhầm đường à bạn ơi? Hay là định đối đầu với Ngô Khống? Nay thì đối đầu với Ngô Khống này. Ô pha này tự nhiên là tem bên bàn nó là Lavi lại đi đường này. Hiện tại thì đang có một phá đó là phá bua của Thến cũng như đó là mì tem đích. Và này thì tém bên mình được là cũng đuổi được tém bên địch về rồi, và bùa sánh thì vẫn còn. Và hiện tại thì anh em thấy thì eo su tém mình thì sáng cướp đó là bùa sánh của rừng tém địch. Và trận đấu này thì tém bèn triều vẫn đi rừng. Thực tế triều vẫn đi rừng trên cao thủ mà không cẩn thận là cũng khá là mệt á. Bởi vì thực tế thì triều vẫn giai đoạn đầu game yếu mà. À pha này thì hiện tại Lavi đổi đường này anh em ạ, Superman qua đây rồi, lúc này thì Superman bên kia. Mình đổi đâu với Superman thì thực sự Ngô Khống cũng không sợ Superman cho làm anh em ạ. Kể cả ở giai đoạn đầu game hay ở giai đoạn cuối game cũng vậy. Bởi vì Ngô Khống thì sở hữu đó là khá cỡ đồng và tăng hình, nên là việc sụp thì cũng khá là khó để đẩy. Rồi pha này làm gì đây? Một phát là chỉ mang nè, ra đây là thêm phát nữa là lên bảng điểm số nha. Thì pha này mình đó là chưa sử dụng chiêu 2 rồi anh em ạ. Để Superman tem đi có lên thì mình dùng chiêu 2 để né và quay trở lại xả thật thướng. Nhưng pha này thì có lẽ là súp tém địch đó là biến về rồi, nên là lượng máu của mình cũng khá là thấp, năng lượng cũng khá là thấp, nên là mình biến về. Thì ở cái điểm này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là Ngô Khống đi lén nha. Về chất tướng của tém bên địch thì tém bên địch chất tướng cũng rất chứ là đẹp. Thến này, La Ví này, súp này, tú lén này, rồi triều vấn. Còn tém bên mình thì cũng khá là ok, cũng đẹp anh em ạ. Rồi pha này thì bắt luôn này, chạy đâu chạy đâu chạy đâu. Còn một xíu máu này, phá đỏ mà mình gõ một phát nữa, bốc phá một phát nữa là Superman tém địch lên bảng điểm số á. Rồi phá này mình sẽ lừa lại đấy để xem Superman tém địch có lên hay không. Nhưng mà có lẽ là Superman tém địch đó là quyết định biến về, nên là thôi, không làm được gì nó nữa. Kéo đổi đâu giữa mình và Superman thì thực tế thì để mình mang được Superman một cách nhanh chóng thì cũng khó. Nhưng để mình thua cuộc được Superman thì có lẽ là không, bởi vì thực tế á, thì Superman mà đẩy thì anh em có thể là tăng hình, và hack nào nó không cho nó biết là anh em ở đâu á, thì anh em sẽ chơi được nó thôi. Hơn nữa thì chiêu thức của Ngô Khống thì chiêu cuối cũng có thể làm choáng và ngắt được là cái trạng thái phi hành của Superman nữa. Nhưng mà anh em nên nhớ là phải đứng xa xa cái trụ nhá, để nó đẩy vào trụ, trụ bắn 2-3 phát thì cũng rất chứ là đau á. Thì phần này thì chắc có lẽ là mình sẽ đó là phám sóng đám lính đường xưa, mình sẽ lên đó là hỗ trợ tím nha. Hiện tại thì Superman tém địch thì cũng đáng đó là xuống hỗ trợ. Phan hãy chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chạy đâu bạn ơi. Súp này thì súp nè, làm món đó là súp lơ anh em ạ, tiền súp lên bảng điểm số. Bây giờ thì sáng cướp luôn đó là con bút sánh của rừng tém địch. Nhưng pha này thì hiện tại thì ra tém mình thì cũng lại hỗ trợ nữa rồi. Triều vẫn tém địch thì cũng đáng đó là đẩy thế lính ở đường rông. Pha này thì cố gắng ăn nè, mình hết năng lượng rồi nhá. Pha này mà không ăn được là mệt á. Rồi pha này thì mình có bùa rồi, kèm theo đó có thêm một màng nữa, bắt luôn đó là Lavi tém địch. Hết chiêu thì ta đánh thương thôi, hai màng đó là hạ gục tém địch, bắt luôn này. Thến này chiêu cuối này, rồi chạy đấu chiêu một nửa này, đánh thương một phát nữa này, triple kill dành cho Ngô Khống này. Một phá gọi là đảo gánh cực kỳ là hiệu quả luôn. Thứ nhất là có bùa sánh, thứ hai nữa thì có thêm đó là cái triple kill dành riêng cho mình. Thì anh em thấy thì khi mà tém mình có lời thế thì anh em thấy thì cướp bóc tất cả những gì có thể. Đấy là điểm yếu của Triều Vấn khi mà lên rank cao bị cướp bóc. Rồi pha này thì bắt luôn thì chạy đâu bạn ơi. Và điểm hạ gục thì dành cho đó là bị tém mình. Bởi vì khi lên đó là cao thì kỹ năng của người ta cũng, kỹ năng của đồng đội hay là đối thủ thì cũng ổn. Nhưng mà phụ thuộc vào là chất tướng nữa. Triều Vấn phải chơi tốt kia, biết là cách chơi kia. Khi đó
mới có thể là hiệu quả được. Còn thực tế thì rất chi là khó. Và pha này thì Triệu Vân anh em thấy đi, hết đường chạy rồi. Bổ un tí chỉ để đó là dẹp lính thôi. Và cuối cùng thì lên bảng điểm số. Pha này thì Tú Lên Tem Đích Lai cũng hỗ trợ kịp thời nữa, nhưng mà lối điểu thì chưa dính đó là nội tài, nên là sức sát thương cũng không ăn thua. Superman Tem Đích lao vào thì cũng không ăn thua nữa anh em ạ. Rồi pha này Superman lao vào mình sẽ choáng chiêu cuối luôn nha. Rồi choáng chiêu cuối này, chạy đâu, tiền Superman lên bảng điểm số này. Nói chung chất tường ngô không nó cũng rất chí là mạnh, kể cả đi lén, nhưng mà đi lén điểm yếu của nó đó là tiêu hao năng lượng thì khá là nhiều. Bởi vì đó là nhưng pha này thì anh em thấy thì Sinetria Teming đó là một chất tường đi rừng không cần nồi nắng, không cần năng lượng, chứ không phải không cần nồi nắng nha. Không cần năng lượng nên là mình sẽ xin nhẹ đó là con đua xanh anh em ạ. Ok, pha này thì rừng Teming đó là quyết định là nhường bua dành cho mình rồi. Và ngô không mà có bua xanh nữa thì sẽ càng khỏe. Thì với trang bị dành cho đó là ngô không đi lén thì anh em lên cho mình như sau. Đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó đôi giày Hermes tăng tốc độ di chuyển, đi gánh cho nó nhanh, cho nó hiệu quả. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó hai món đồ chỉ mang thành kiếm sống rau vào tạp, hai món đồ chỉ mang không thể thiếu được. Rồi một món đồ đó xuyên giáp kiếm Muramasa. Sau đó thì phức hợp kiếm để những cú đánh sẽ thấm và thốn hơn. Và cuối cùng thì đó là giáp hồ mình. Nếu anh em muốn lương đám tốt hơn thì có thể là sử dụng đó là cây nánh, nhưng mà giáp hồ mình thì cũng ổn anh em ạ, cho nó an toàn. Và anh em thấy thì trận đấu này gần như là Triều vẫn không được chơi game luôn. Tại bên mình thì gọi là cứ bùa xanh nơi bùa đỏ các kiểu á. Mình vừa lùng được bùa đỏ của Tém Bendix, bây giờ thì lùng sáng đó là bùa xanh của Triều Vấn nữa thì Triều Vấn sẽ cực kỳ là phế. Pha này thì thấy đó là xạ thủ Tém Đích nha, mình đó là tăng hình bỏ qua thiên Tém Đích này, lại bắt xạ thủ Tém Đích này. Và mục tiêu của Ngô Khống chắc chắn là những vị tướng máu giấy rồi, chứ không phải là những chất tướng đó là tánh cơ trâu bò giống như thế. Nên là vì thế anh em phải biết lựa chọn mục tiêu nha. Dạng những chất tướng máu giấy thì một gõ là lên bảng điểm số thôi. Hiện tại thì mình cũng có mang thứ 8 này. Và anh em thấy thì hiện tại thì trận đấu này đang là một trận đấu đó là hoàn hảo game, tức là Tem Bendix đó là chưa ăn được một màng nào, 2-2-0, chưa lấy được một cái trù nào, chưa ăn được một con rồng nào, chưa ăn được một con tà thần dê ra nào, gọi là những mục tiêu lớn Tem Bendix toàn là ăn được. Rồi pha này này thì thế này, tiến thế lên bảng điểm số luôn này. Nói chung cũng khá là lâu rồi, có lẽ là rất chỉ là lâu rồi. Trên danh cao thủ mới đó là có một trận đấu gọi là hoàn hảo thế này á, kiểu là Tém Bendix không phải áp cả, nhưng mà Tém Bendix là chơi lần lượt hoàn toàn và cuối cùng thì lấy lợi thế. Rất chỉ là nhiều lợi thế nữa. Và này Superman định làm gì đấy bạn ơi? Bắt mình ẩn này thì bắt này, bắt luôn ở xà thủ Tém Đích này. Bởi vì thời điểm hiện tại thì chênh lệch đó là về kinh nghiệm này, về lượng vàng rất chỉ là nhiều rồi, nên là rất chỉ là dễ chơi. Và hy vọng là trận đấu này thì Tém Bendix đó là không lên bảng điểm số một lần nào cả, để có thể là một trận đấu gọi là hoàn hảo nhất anh em ạ. Gọi là một trận đấu perfect game luôn á. Về phần phù hiệu dành cho Ngô Khống thì mình vẫn sử dụng đó là bộ phù hiệu đó là má tính thôi, khi kích hoạt chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các thiếu con lai. Trận đấu này thì chắc có lẽ Triều Vân không biết đoán được con bùa xanh nào hay chưa nữa. Thực sự là cơ cực lắm anh em ạ, Triều Vân như thế này thì quả là cơ cực luôn. Chất tưởng mạnh ở giai đoạn cuối game mà giai đoạn đầu game bị hành quá, và cuối cùng ép quá, bùa thì chả được ăn, bùa xanh không được ăn, bùa đỏ cũng chả được ăn nữa. Thì thực sự vô cùng khó, đó là cơ cực xanh chó đó là anh chàng Vân Cá. Ok, pha này thì Tém Bendix đó là quyết định là bắn trù khép góc đến từ lóng tỏi, đến từ vị trí của ta chi Tém Bendix. Và cuối cùng lấy một cái trù một cách cực kỳ là dễ dàng, lấy được cái trù ở đường rông rồi, quay trở lại lấy luôn đó là cái trù đường ta thân. Hiện tại thì Tém Bendix đang bắn đó là rá đổi màu tốt đến từ vị trí của Sinetria Tém Bendix. Và pha này thì bắn vào lùng ngay đó là hai điểm hạ gục. Và hiện tại thì anh em thấy 2-8-0 vẫn chưa đó là mất màng nào đến từ Tém Bendix cả. Và chắc chắn thì trận đấu này sẽ kết thúc ở đây thôi. Bây giờ thì lấy luôn đó là một đường nữa để có đó là 3 đường và tỷ lệ giành chiến thắng thì bây giờ mình khẳng định đó là 99.99999% thôi. Ok, pha này mình lao vào bị trù bắn mình kia. Rồi pha này thì chắc là tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi anh em ạ. Hiện tại thì Triều Vân Tém Đích thì cũng chạy vào thôi và kết thúc trận đấu. Một trận đấu gọi là quá là hoàn hảo game luôn anh em ạ, gọi là Tém Bendix gọi là không có gì để chơi luôn á. Không có cầu được máu trù này, không ăn được màng nào này, không ăn được rồng, không ăn được đó ta tân xê giá. Với bảng ngọc dành cho Ngô Khống thì anh em đó là lên bảng ngọc cho mình như sau.
Ngọc đỏ thì anh em lên cho mình tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang. Ngọc tím 7 viên tóc đánh tóc chay, 3 viên hút máu và ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye.